điểm hẹn Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh, lễ Thăng Thiên, Chúa Giêsu lên trời ngày 21 tháng 5 2023. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta họp nhau ở đây trong ngày Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh ngày 21 tháng 5, lễ Thăng Thiên hay là lễ Chúa Giêsu lên trời. Chúng tôi thấy anh chị em và các bạn đến đây rất là vui. Có anh chị em nào ở mấy tỉnh khác đến không ạ? Dạ có ạ. Vâng, có anh chị em nào ở Sài Gòn không ạ? Dạ có ạ. Các bạn ở Sài Gòn ai giơ tay ạ? Dạ có. Vâng, những người giơ tay thấy có hai bạn này sao giống nhau thế? Dạ. Hai bạn dạ. Phải không? Song sinh chị ơi, song sinh. Sao giống nhau thế? Dạ. Hai bạn lên đây được không? Dạ được. Vâng, chúng ta mời hai bạn lên đây cho chồng hóa tay mời bạn. Chúng ta cho hóa tay hóa lần hóa được. Rồi, mời bạn ngồi. Thưa anh chị và các bạn, thấy đây là mình với ta, tuy hai là một, giống nhau quá. Chúng ta cho chồng hóa tay hoan hô chào hai bạn này. Mời hai bạn cùng với chúng tôi hát lên bài hát Song Hành Bên Chúa, là bài hát mà chúng tôi vẫn hát với nhau mỗi điểm hẹn Chúa Nhật. Bài hát Song Hành Bên Chúa. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành có tình mến thương, song hành tiến về thiên đường. Chuyện xung khắc đập tan mối dây hận, tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn quy an đỡ nâng ngày bước mang đàn. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có ngày thương, song hành tiến về thiên đường. Lòng luôn yêu mến không tay đón ai lỡ lạc, tìm về bên Chúa ru sạch khắp hang đi hoa, trong bên thân mình lỡ lầm tu xót ngày qua. Bên Chúa xót thương chỉ Chúa thương tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình bên thương, song hành tiến về. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình hiệp hành. Và đặc biệt buổi hiệp hành hôm nay là hiệp hành với cặp nữ ca sĩ song sinh. Cặp nữ ca sĩ song sinh này như thế nào? Thôi thì chúng tôi mời anh chị em và các bạn lắng nghe họ tự giới thiệu và chia sẻ với anh chị em. Và dĩ nhiên hôm nay đã gọi là gặp với ca sĩ song sinh, thì mời anh chị em lắng nghe họ với những bài hát phát xuất từ trái tim của họ. Tiếng hát từ trái tim sẽ đến với trái tim. Bạn giới thiệu cho mọi người biết bạn tên gì, mà bao nhiêu tuổi, ở đâu và đang làm gì. Dạ vâng ạ. Con xin mến chào tất cả cộng đồng, con mến chào cha. Con xin tự giới thiệu, con tên là Bảo Trân và con là em sinh đôi của chị Bảo Anh. Chị con luôn. Thì cả nhà cũng thấy là tên của chúng con cũng có nét tương đồng với anh và Trân. Và khuôn mặt chắc cũng giống nhau. Dạ vâng, chúng con là chị em sinh đôi và đồng hành với nhau trong tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống và đặc biệt là về âm nhạc. Dạ. Hai đứa khóc thì có khóc chung không? Dạ thưa cha, là thường là có. Tại vì lúc mà tụi con khóc chắc là đang cãi nhau hay gì đó. Còn lúc cười thì sao? Dạ cũng có. Tụi con thì có thể là vui buồn lúc nào cũng... Tụi con hiện tại tới bây giờ dù đã lập gia đình rồi nhưng mà vẫn còn chung sống với nhau. Dạ, thậm chí lúc trước khi mà con chưa lấy chồng á, thì con ngủ với em con là hai đứa vẫn nắm tay như vậy. Như vậy đi ngủ. Dạ, nên là có thể con cảm giác là chị em con thì có một cái sợi dây liên kết khá là đặc biệt.
dạ hơn vâng. Những cái cặp sinh đôi khác. Tại theo điều tra nhỏ của con nha, thì những cái gọi là bạn sinh đôi khác mà con đã từng biết á, thì thường là đến một cái độ tuổi nào đó sẽ có cuộc sống riêng hết cha. Thì có bạn nhiều khi còn cách xa nhau về địa lý nữa, bạn bên nước Pháp, bạn Việt Nam chẳng hạn vậy. Rồi sống không có gần gũi với nhau. Còn như con với Bảo Anh thì không hiểu sao năm nay chúng con 30 tuổi rồi, tức là 30 năm nay chúng con chưa từng, nếu mà rời xa là chỉ như là đi xa thì thôi, nhưng mà đi du lịch thôi, chứ còn nói xét chung lại tổng thể thì chưa từng rời xa nhau một cách là chính xác nữa. Rồi nói là gì? 30 năm rồi mình vẫn bên nhau. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chương trình điểm hẹn Chúa Nhật có lẽ nhiều người thấy thú vị khi mình gặp gỡ được một cặp song sinh. Cặp song sinh này là nữ song sinh, và không những nữ song sinh mà còn là nữ ca sĩ nữa. Thì đây là một món quà mà Chúa Thăng Thiên trao ban cho chúng ta. Xin tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Bây giờ thì vào luôn câu hỏi đầu tiên mà cha muốn Bảo Anh và Bảo Trân chia sẻ với nhau là chúng con bắt đầu bước vào cái nghiệp cầm ca, tôi gọi là ca sĩ, đem tiếng hát cho đời mua vui. Chúng con bắt đầu vào nghiệp cầm ca từ bao giờ và tại sao lại lựa chọn cái nghiệp cầm ca ấy? Nào, xin mời. Dạ vâng, thưa cha. Con và Bảo Trân thì thích ca hát từ bé xíu xíu rồi. Dạ, nên là tụi con cũng được tạo cơ hội để mà đi sinh hoạt mọi nơi. Mặc dù hồi xưa nhà tụi con nghèo lắm, nhưng mà tại vì thấy hai chị em sinh đôi nên là hầu hết các trung tâm, chẳng hạn như nhà báo thiếu nhi thì người ta cũng tài trợ cho đi, được đi miễn phí, được đi hát miễn phí. Dạ, mà không cần phải đi thi giải. Và tụi con thì gần như là từ cái khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn thì con chưa bao giờ nghĩ đến một cái nghề nghiệp khác ngoài việc là mai mốt lớn lên là con sẽ làm ca sĩ. Và tới năm 15 tuổi á, là cái giai đoạn mà đang phải xác định nghề nghiệp một cách rõ ràng nhất, thì tụi con quyết tâm là đi ôn thi để vào nhạc viện. Là 3 năm sau á, cha là con thi vào nhạc viện. Và cái khoảng mốc thời gian mà tụi con nhớ nhất và cái bài hát đầu tiên mà tụi con hát có thể gọi là với tư cách là ca sĩ nhí, tại lúc đó con mới 15 tuổi, thì là bài Tình Mẹ. Dạ, là tụi con đi thi và cũng có giải thưởng. Thưởng gì? Dạ, giải nhất đúng không? Giải nhất, dạ. Thì tỉnh Lâm, ở Bảo Lộc, tụi con là quê ở Bảo Lộc. Dạ, ngoài ra thì cũng có rất là nhiều giải nhỏ nữa. Giải thiếu nhi á cha, giống như mấy cái tiếng hát Hoa Phượng Đỏ, tiếng hát Chú Ve Con, dạ, như kiểu như vậy. Thì cái bài hát đầu tiên tụi con hát là cũng có rất là nhiều cảm xúc. Thì đó là bài Tình Mẹ cha. Dạ. Bài đầu tiên mà hát cảm xúc là bài Tình Mẹ của hai nữ ca sĩ nhí, lúc đó mới có 15 tuổi. Chúng ta thấy cũng khó, vì thường dù là song sinh nhưng mà lúc mà lựa chọn thì khó mà lựa chọn chung một cái nghiệp đó. Có khi thì người thích về khoa học, người thích thì về nghệ thuật, có người thích thì thể thao, có người thích thì phim ảnh. Nhưng mà đây có điều lạ lùng là cả hai bạn đều là thích âm nhạc và chọn cái nghề ca sĩ, mặc dù xuất thân từ một gia đình ở Bảo Lộc không có gì là khá, cái mức độ mà người ta còn cho đi thi miễn phí thì không phải đóng tiền. Chúng ta biết là nếu mà không có đam mê âm nhạc khó mà có thể theo cái nghiệp này lắm, vì đây không phải là nghề kiếm tiền dễ. Mặc dù bây giờ thì có thể có một số ca sĩ nổi tiếng thì giàu có tiền, nhưng mà không phải là đấy là cái phương tiện mà có thể bước vào đời mà kiếm tiền ngay được nếu không có đam mê nghệ thuật. Thú thật, nếu không có đam mê nghệ thuật mà ban đầu mà xác định rằng là tôi làm ca sĩ để tôi kiếm tiền, chắc là khó. Không biết cha nghĩ vậy có đúng không? Dạ, cha nói rất là đúng ạ. Thực sự ra thì giống như Bảo Anh chị con có chia sẻ, thì từ nhỏ đến lớn là tụi con chưa nghĩ đến một cái nghề nào khác, một cái ngành nào khác ngoài cái nghiệp cầm ca, giống như cha nói, về nghệ thuật, về âm nhạc hết. Mà chúng con lúc nhỏ thì chưa có lường trước được những cái khó khăn đâu cha. Có những cái suy nghĩ rất là vô tư mà con muốn chia sẻ với cộng đoàn là lúc đó là con chỉ nghĩ là một tháng con kiếm được 5 triệu thôi là giống như là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà đến khi bắt đầu gọi là thực sự mình hiểu được cái thực tế nó trần trụi như thế nào đó, thì mình mới hiểu được rất là nhiều khó khăn chà. Bởi vì không những là cần về tài năng mà còn cần về kinh tế rất là nhiều để mà mình có thể duy trì được. Và cái gì cũng vậy, con nghĩ theo cái quan niệm của con thì cái nghề nào cũng vậy,
nó phải mang lại cho mình được cái kinh tế, nó phải nuôi được, tức là mình phải sống được cái nghề, với được cái nghề đó, mình phải sống với cái nghề đó thì mình mới duy trì được. Chứ còn nếu mà đã đam mê, mới đam mê thì không đủ chứ ạ. Tại vì đam mê nhưng mà không có gì, không lo được cho bản thân, cũng không lo được cho gia đình mình á, thì tốt nhất là đam mê đó thôi mình cất lại, mình dẹp lại. Còn nếu như thực sự cái đam mê đó nó có thể giúp mình, giúp người thân mình á, thì cũng may mắn cho con với bảo Trân là mặc dù là tụi con không kiếm quá nhiều tiền thưa cha, nhưng mà có nghĩa là tụi con Chúa dẫn tụi con vào những cái lúc rất là hay. Chẳng hạn như con gọi cho chị đi hát đồng, lúc đầu tiên là xuống dưới đây đi học nhạc viện thì không có việc gì làm hết, thì con có đi nhờ ông cậu của con là đi kiếm việc làm, thì đi vòng vòng Sài Gòn thì chỉ có là làm tiếp tân á cha. Xong rồi tụi con đứng nhiều lâu, xong rồi bị với lại người ta bắt phải mặc váy ngắn quá, thế làm được một tuần nghỉ thì người ta không trả cho đồng lương nào hết. Dạ, tại vì là mình nghỉ ngang, đang thử việc thôi. Thì hôm đó thì ông cậu con lại dẫn tụi con đi đám cưới, đi ăn đám cưới với ông. Thì con vẫn nhớ là đi ăn ở nhà hàng Hương Phố của Phan Văn Trị á. Thì con lên hát, hai chị em lên hát. Và ban nhạc đánh còn không đúng tông nữa cha, tại vì không có tập trước. Cái tự nhiên con đi về, tự nhiên anh cái anh quản lý ở đó, thì anh mới kêu là em có muốn hát đám cưới ở đây không? Con đang cần việc làm mà, dĩ nhiên là con say yes rồi, con kêu là dạ vâng. Thì đó là cái giống như là bé Duyên đi hát đám cưới, và cũng gọi là có thể lo thu nhập cho tự bản thân con, là con không cần mẹ con phải lo ngay từ năm nhất, là con tự học, tự đóng tiền, nói chung là tự lập hết từ khoảng đó. Xong rồi con đi hát đám cưới thì lại trên ban nhạc lại có những người đánh trống đánh đàn, thì họ lại có quen biết ở những cái chỗ, hẹn con hát ở tàu Elisa đó cha. Thì ở tàu Elisa thì cái anh đó thì anh lại làm nhạc công ở bên cái tàu đó, thì anh lại kêu em lên sketch thử trên đó xem như thế nào. Thì con lên cát thử thì họ lại ok, xong rồi con lại nói về Bảo Trân, thì lại Bảo Trân đi hát, thì hai chị em con lại giống như là có công việc hoài á cha. Tụi con sống được với nghề, mà đúng là con cảm thấy giống như là Chúa sắp đặt, chứ con không biết tại sao mà mình có thể được như vậy. Cảm ơn thiên chiên và các bạn. Có nhiều người thì được sinh ra bọc điều, có những người sinh ra trong bọc điều, hoặc là bố mẹ là ca sĩ hoặc nghệ sĩ hoặc những người nổi tiếng rồi nâng đỡ. Không như ba má chúng con có phải là ca sĩ nghệ sĩ gì không? Dạ không ạ. Mẹ con là xuất thân là chỉ là một người buôn bán bình thường thôi, và mẹ con cũng là một single mom, tức là mẹ con một mình đơn thân nuôi hai chị em con từ lúc mà mới 2-3 tuổi. Tại vì gia đình con cũng có một cái hoàn cảnh đặc biệt là ba con không có tu chí làm ăn, cho nên mẹ cũng vất vả. Và cái tuổi thơ của hai chị em con thì cũng từng gọi là tương đối thiếu thốn. Đi bán vé số nè, rồi đi phụ bán quán cơm cho bác nè, rồi rất là nhiều cái công việc khác. Rồi lúc đó là có cái kỷ niệm đặc biệt là lúc đó bọn anh đi bán vé số mà gặp mà thầy xin học á, thì vừa gặp thầy xong là thầy bây bỏ, ủa không đi bán vé số à? Mới hỏi một câu thôi là bả khóc mà thầy dỗ không nổi luôn, tại vì tuổi thân quá. Rồi được phong làm hoa hậu vé số, bảo trời đi bán vé số mà sao mặc xinh vậy. Thưa anh chị em và các bạn, tự là tuổi thơ dữ dội. Vâng, cha cũng chẳng hơn gì tụi con. Tuổi thơ của cha thì cũng đi nhặt rác, rồi cũng hồi đó thì không có bán vé số mà đi nhặt rác nhiều, rồi đi lượm vé chai, rồi cũng tự sống, rồi đi học. Ngày hôm nay có nhiều bạn trẻ sinh ra từ trong bọc điều, bố mẹ ngay từ bé lo lắng hết mọi thứ cho. Thì đó thì cũng tốt, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là khốn cho con nếu mà tuổi trẻ của con không gặp những khó khăn, những thử thách, lớn lên con sẽ không trưởng thành được. Con không biết quý giá trị của đồng tiền, ngay từ bé hai chị em lo. Với người mẹ đơn thân nuôi hai đứa mà trong một gia đình khó khăn như thế, đâu có dễ. Lo ăn, lo mặc cho nó đã khó rồi, còn lo dạy đạo, rồi dạy cho nó làm người, rồi tung nó vào đời. Những đứa trẻ vào đời sớm thì cũng có khi nó đủ nghị lực, nó đủ ý chí, nó vượt qua được những cám dỗ. Còn hầu hết là trẻ đường phố sẽ bị ô nhiễm bởi những môi trường xấu, bắt đầu cướp giật, bắt đầu ăn trộm, bắt đầu chửi thề, bắt đầu đánh nhau. Rồi xin lỗi, có khi đi buôn bằng cái vốn có sẵn trời cho của mình.
Có thể một cám dỗ hoa hậu bán vé số, một ông đại gia nào đó bảo thôi, em đẹp quá, em đi bán vé số làm gì, về đây bán thân cho anh có được không? Thấy chưa? Rất là nhiều cám dỗ, thưa anh chị em và các bạn. Thế là khi mình đang cần tiền để mình tiến thân, để mình đi học, mà mẹ thì như thế làm sao mà lo lắng được. Cho nên không phải là bất cứ gì cũng làm, miễn cái việc đó nó phải là việc trong sạch. Ví dụ người ta thuê nó đứng đám cưới, cũng như là những người phụ dâu gì đó, đứng chào xếp hàng. Có lần tôi đi đám cưới tôi xấu hổ quá, vì chỉ nhận được cái tấm thiệp mà không có biết mặt cô dâu, bố mẹ nó mời mà. Thì tôi đến tôi thấy cái cô mặc soiree thì tôi tưởng là cô dâu, nó chúc mừng hạnh phúc con nhé. Nó bảo không, là em không có cưới đâu ạ. Xong tôi quay sang tôi bảo sao mà lắm cô dâu này thì thế nào, cô dâu nào là cô dâu thật, cô nào là cô dâu giả. Nó bảo tôi em chỉ đứng xếp hàng chào thôi, anh vào trong kia mới là cô dâu. Nhưng mà người ta bắt nó mặc váy ngắn quá nó chịu không được, nó không chấp nhận. Chứ không phải là cứ có tiền thì muốn bắt người ta mặc cái gì thì người ta mặc đâu, chưa chắc đâu. Có những người trẻ nó có tự trọng của nó, thà nó ăn cơm nắm muối mè còn hơn là ăn tô phở mà phải mặc váy ngắn là mua vui cái mắt cho đời. Thí dụ như thế, vẫn có cái tự trọng của người trẻ ngày hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa. Nãy giờ em mới nói, tôi chưa nói về nhà đạo, nhưng mà mở miệng ra nó nói Chúa thương, Chúa dẫn dắt, thì chúng ta hiểu rằng là mẹ nó phải như thế nào, phải là một người mẹ công giáo đạo đức như thế nào thì đứa con nó mới được như thế. Người ta nói cha nào con nấy, nhưng mà đây không phải cha nào con nấy, nhưng mà mẹ nào con nấy. May chứ cha nào con nấy thì nó tiêu rồi. Thì ngoài cái việc mà hát nhạc đời như thế để kiếm sống, chúng con có sinh hoạt gì trong ca đoàn không? Vì tiếng hát như thế này mà vũ hát ca đoàn thì quá tốt. Chúng có sinh hoạt nhạc đạo gì không? Có hát nhạc, có biết hát nhạc đạo không? Có nhiều ca sĩ chỉ biết hát nhạc đời, thì còn nhạc đạo thì không biết hát. Vì như thế nào thì anh Trâm hiểu rồi. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn câu hỏi của cha. Và đây cũng là một cái điều con muốn chia sẻ. Thực sự ra cha nói là có tham gia ca đoàn hay không là con hơi chột dạ, bởi vì con không có tham gia ca đoàn gần đây. Nhưng mà hồi xưa lúc còn nhỏ thì con có tham gia ca đoàn, rồi tham gia về những cái phong trào trong phục vụ nhà thờ thì rất là nhiều. Nhưng mà có thể là lớn lên thì thôi, mình tự bao biện cho bản thân là có nhiều biến cố quá, cho nên con chưa có dành thời gian phục vụ cho ca đoàn được. Nhưng mà con và chị Bảo Anh có một cái dự án thánh ca, và chúng con đã phát hành được rất là nhiều bài hát thánh ca, và cũng có sáng tác những cái bài hát thánh ca. Thì con nghĩ thôi thì mình dùng cái cách này để loan truyền về lòng thương xót Chúa, mình loan truyền về những cái giá trị về tinh thần, nhất là những đối với những bạn trẻ. Thì hiện tại thì các bạn ít lựa chọn, hoặc là các bạn chưa biết đến nhiều những người ca sĩ trẻ như tụi con hát thánh ca. Dạ, và qua đó con cũng hy vọng là các bạn trẻ có được những thêm nhiều cái lựa chọn, những cái bài hát thánh ca hay và hợp với lại tâm trạng cũng như là đời sống hiện tại bây giờ. Dạ, thì chị Bảo Anh chia sẻ một chút xíu về sáng tác. Tại vì thực sự ra thì Bảo Anh là người sáng tác thánh ca là chủ yếu, còn con thì con viết nhạc đời nhiều hơn ạ. Dạ, để cho Bảo Anh nói đi, cho cụ thể. Không, thật ra thì Bảo Trân cũng có sáng tác thánh ca, nhưng mà là vào dịp Giáng sinh. Dạ, nên là có thể là không phù hợp. Nhưng mà con cũng chia sẻ một chút xíu là con không có tham gia ca đoàn hiện tại bây giờ. Nhưng con cũng rất là mong muốn, và con cực kỳ thích cảm giác được hát những bài hát thánh ca, được phục vụ cho cộng đoàn, rất là thích luôn. Nhưng mà có thể là con chưa có đủ duyên, đủ cơ hội. Nhưng mà trong những cái lúc mà, thật ra trước giờ như Bảo Trân nói là con sáng tác thánh ca là chưa bao giờ con nghĩ là con có thể sáng tác thánh ca. Bởi vì theo quan điểm của con á, là nếu mà để một tác giả mà có thể viết được nhạc thánh ca thì cái người đó chắc là phải rất là đạo đức. Và trong mắt của con, trước khoảng thời gian mà con có thể viết được thánh ca, là con cảm giác những người mà sáng tác nhạc thánh ca là những người, là một cái tượng đài gì đó mà con cho nó là nó rất là lớn, cao lớn, mà con thì không đủ khả năng rồi. Tại vì ngôn từ rồi hiểu biết và ngay cả cái tư cách con cũng không có để con có thể nói về Chúa. Con cảm giác là như vậy. Có thể là con hát nhạc của các cha sáng tác thì mình mới thì được. Còn như bản thân con mà viết để người khác hát nhạc của con thì con cảm thấy con chưa đủ tư cách để con viết. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ trước đó của con. Nhưng mà sau đó thì con không hiểu sao thì con cũng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần là Chúa ơi, cho con
viết, nhưng mà không phải là con viết bởi vì con biết là con không có, không xứng đáng để viết. Nhưng mà nếu mà ngày viết thì khác. Thì con cũng cầu xin Chúa Thánh Thần là soi sáng cho con. Thì thật ra là tới bây giờ những cái bài viết hát thánh ca con gần như là con cũng đọc lại, con cũng chẳng hiểu tại sao là con viết trong khoảng thời gian đó nhiều. Có những cái ngôn từ, những từ ngữ mà nó không phải của con. Con tin chắc rằng luôn là không phải con viết mà là Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, bởi vì giờ con mong muốn điều đó nên Ngài giúp đỡ con thôi. Này tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thường thì ca sĩ thì hát nhạc của nhạc sĩ sáng tác, và nhạc sĩ thì sáng tác cho ca sĩ hát. Còn đây thì vừa tự biên tự diễn, vừa sáng tác vừa hát được. Mà mới một người trẻ mới 30 tuổi như thế này. Và thứ hai nữa lại là một người không phải là một tu sĩ, không phải là một linh mục mà sáng tác nhạc đạo, thì điều đó lại càng hiếm hơn nữa. Và thứ ba nữa là, thưa anh chị em, có khi có những buổi trình diễn hay là buổi diễn nguyện phải mời một ca sĩ không công giáo hát nhạc đạo, hoặc là một ca sĩ họ chẳng có thấm gì về đạo mà họ hát, thì nó mang tính cách trình diễn nhiều. Và người đó hát Chúa ơi mà họ cũng biết là hát Chúa ơi là Chúa nào đấy, không biết nữa. À, thì cái điều đó cũng hơi bị chật khớp sao đó. Mà rất là vui hôm nay vì hai bạn là công giáo rồi hát nhạc đạo, không những thế mà còn sáng tác để loan truyền. Tôi thích nhất là câu Chúa còn làm những album sáng tác nhạc đạo để loan truyền lòng Chúa thương xót. Và bây giờ thì xin mời anh chị em và các bạn nghe chính bài hát của hai chị em hát và sáng tác rồi hát, sáng tác rồi hát, với bài hát mà chúng con thấy bài nào chúng con đã sáng tác và thích hát nhất này chúng con hát tặng cho mọi người. À, xin lỗi chứ con chịu khó, cha đã nói rồi, phải cầm micro hát, hai đứa sát vào với nhau hát thì mới nghe được nha. Và nói cũng nói để micro sát vào để mọi người cùng được nghe tiếng của chúng con. Bây giờ chúng con giới thiệu cho mọi người bài nào mà chúng con thích nhất nhạc đạo, chúng con vừa sáng tác, vừa tự biên, rồi tự diễn luôn. Dạ vâng thưa cha, là cái bài mà con thích nhất đó là bài Thập Giá Nào Cho Con. Thì ngay tựa đề thôi thì chắc cha cũng hiểu được là tại sao, trong cái hoàn cảnh nào, bởi vì con cảm thấy có một cái giai đoạn á, con cảm thấy là sao mà Chúa cho con thập giá nặng quá, con cảm thấy là bị đuối sức rồi, con không biết phải vùng vẫy như thế nào nữa. Thì thật sự luôn, con nói thật là con bài này con chỉ viết trong vòng có 15 phút thôi, chỉ đúng 15 phút, cả melody và cả lời bài hát luôn. Và không phải con viết chắc chắn là điều đó, nhưng bài hát này là bài hát an ủi cho con, là Chúa muốn gửi thông điệp này cho con. Chứ không phải là con viết thông điệp này cho mọi người đâu, mà là Chúa đã gửi thông điệp này cho con. Và bài hát này nó làm cho con bừng tỉnh và xoa dịu con rất là nhiều, và cho con thêm cái động lực để sáng tác thêm những cái bài hát sau đó. Dạ, con xin được gửi tới cộng đoàn, tới cha bài hát Thập Giá Nào Cho Con ạ. Và các bạn, bài hát này làm tôi nhớ đến câu chuyện mà có một người cũng than với Chúa là thánh giá con nặng quá. Chúa bảo được rồi, thích thì chiều, muốn đổi thánh giá nào cho mày đổi. Nói thánh giá này con chịu không đổi, vác mệt quá. Thì cho anh ấy chọn từ sáng tới trưa. Cái này vừa nhưng mà hơi méo, cái này hơi thẳng nhưng mà hơi cong, rồi cái này hơi xù xì. Anh ấy chọn quăng, chọn canh, chọn cá, chân cơm. Mãi đến chiều, chú bảo sắp hết giờ rồi, chọn được chưa? Rồi chú cho thêm tí xíu nữa. Anh ấy lại ráng. Đến lúc mà hết giờ, bảo ráng hết giờ, chọn đi. Anh cầm lấy cây thánh giá cuối cùng, anh lựa chọn. Chú bảo chắc chắn, chú bảo chắc cây này con thấy hợp với con quá, chứ còn mấy kia chịu không đổi Chúa. Bảo con coi kỹ kìa. Anh cầm lại là chính cây thánh giá lúc đầu. Anh ấy bỏ đi mà cuối cùng lựa mãi cùng cũng trở lại cây thánh giá lúc đầu. Cho nên Chúa nói với Thánh Phaolô là ơn ta đủ cho con. Mỗi người đều có những thánh giá cuộc đời của mình, và Chúa cho mình đủ sức để vác. Nếu mà không đủ sức thì Chúa sẽ nhờ người bên cạnh vác dùm. Bảo anh không vác được thì bảo chân vác đỡ. Bảo chân và té thì bảo anh nâng lên. Hoặc là chị ngã em nâng, chứ không phải chị ngã em đạp. Trong cuộc sống này nhiều khi người ta đạp nhau nhiều hơn là nâng, là đỡ. Và bây giờ thì xin mời anh chị em và các bạn gặp gỡ hai người này, người đỡ kẻ nâng, người tung kẻ hứng, với một bài hát. Mà bài hát đầu tiên mà khi mà chúng con sáng tác nhạc, các bài hát đầu tiên mà con sáng tác và con cảm thấy ưng ý là bài gì, con chia sẻ cho mọi người và con hát cho mọi người nghe cái bài đó.
Dạ vâng thưa cha ạ, bài hát đầu tiên mà con sáng tác là một bài hát tâm sự mỏng của con. Dạ đó là bài Thật Lòng Con Yêu Chúa. Thì bài hát này tại vì đôi khi con hay, tại sao ngoài cuộc đời kia cứ làm cho con buồn, làm con tổn thương. Nhưng mà cha có nghe cái câu là cái người làm bị tổn thương chính là người lại đi làm tổn thương người khác. Thì con có thể con bị tổn thương nhưng mà con cũng chính là cái người làm tổn thương Chúa. Thì lúc đó con tự hỏi là vậy là mình có thật lòng yêu Chúa chưa? Sao lúc nào cũng nói là Chúa, con cầu nguyện vào Chúa ơi, con tôn thờ Ngài, con yêu mến Ngài. Nhưng mà thật ra là con vẫn phạm tội. Thì yêu thì tại sao lại làm cho Ngài buồn? Thì con tự hỏi cho con thôi là thật lòng con yêu Chúa chỉ là một câu hỏi thôi chà. Dạ vâng. Mình thật có lúc mình không. Nhưng mà Chúa thì mãi thật lòng yêu ta. Rồi kết của bài hát là cầu xin Chúa mãi ở bên con. Có mình không cần cầu, Chúa vẫn cứ ở mãi bên mình. Chỉ sợ rằng có một lúc nào đó mình không ở bên Chúa. Bị tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Nghĩa là bước vào trong giới nghệ sĩ mà chúng ta dễ bị cái bóng của cái danh vọng. Ngoài cái lợi lộc về tiền bạc, nhưng mà một trong những cám dỗ của giới nghệ sĩ mình là danh vọng, thích được nổi tiếng. Mà có những người muốn nổi tiếng thì dùng bất cứ phương tiện nào, bất cứ phương cách nào, dù là nó không có chân chính, để mà nổi tiếng. Còn nếu mà bước đi bằng chính đôi chân của mình, bằng thực tại của mình mà nổi tiếng thì chuyện đó là chuyện bình thường, đương nhiên thôi. Mà có những người muốn nổi tiếng thì bày ra những cái trò nó ngược đời để nổi tiếng. À, thưa anh chị em, lúc đó thì mình không ở bên Chúa, mà danh vọng hoặc là lợi nhuận, tiền tài nó ở bên mình, chứ mình không ở bên Chúa. À, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong mùa phục sinh, và hôm nay là Chủ nhật cuối lễ Chúa Giêsu lên trời. Tuần sau là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc mùa phục sinh. Nhưng mà vẫn đang ở trong tháng 5, hôm nay 21 tháng 5. Tháng 5 là tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ. Tôi nhớ ngày xưa còn bé, tôi yêu mến Đức Mẹ. Và trong giáo xứ của tôi thì có nhiều đội dân hoa nữ, mà duy nhất có một đội dân hoa nam. Mà chúng tôi là người ở trong đội dân hoa nam ấy. Những bài hát dân hoa kính Đức Mẹ, rồi múa, không biết tụi con hồi bé thiếu nhi có được chọn để dân hoa kính Đức Mẹ không? Dạ có chứ. Dạ. Và dân hoa kính Đức Mẹ, vậy thì tụi con có sáng tác được một bài nào về Đức Mẹ không? Cho hỏi lại là cho đến bây giờ thì con đã sáng tác được tất cả bao nhiêu bài hát nhạc đạo, con nhớ không? Dạ, con thì con chỉ mới sáng tác được có 13 bài thôi ạ. À? Dạ, nhưng mà Bảo Trân thì 2 bài. Hả? Dạ, con ít hơn chị, con mới viết được 2 bài. Vâng, mà chị thì 13, em thì 12 là 15 bài hát. Dạ, vậy 2 bài này là 15 phải không? Tổng cộng 15. Và trong 15 bài hát đó thì con hát cho mọi người nghe một bài hát về Đức Mẹ, vì đang trong tháng 5, tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, được không? Dạ, qua đây thì con cũng muốn chia sẻ là nhà con ấy thì có một gọi là có một cái quán nước, gọi là không phải là của nhà con mà của bác con, nhưng mà con và mẹ con thì có phụ quán ở đấy thì cũng gắn liền. Thì quán đó là nằm giữa đèo Bảo Lộc, ở trên thì là Đức Mẹ Suối Bình An, là Đức Mẹ Đèo Bảo Lộc, người ta hay gọi vậy. Nên là con từ nhỏ đến lớn là ở đó chứng kiến rất là nhiều phép lạ của Đức Mẹ. Nhưng mà con nói thiệt luôn là con chưa có lòng yêu mến Đức Mẹ lắm cho tới thời gian gần đây. Bởi vì con thì con không có sống với ba, nên là khao khát của con là có một người cha. Nên là khi mà con cầu nguyện với Chúa, con xưng Chúa là cha với con, thì con cảm thấy rất là thân thiết. Và thậm chí con đôi khi cầu nguyện cũng hay khóc lắm, tại vì đó giống như là một cái khiếm khuyết trong lòng con. Và con khi được gọi Chúa là cha thì con cảm thấy rất là vui. Nhưng mà riêng với mẹ Maria thì con chưa cảm nhận nhiều lắm về tình yêu của mẹ. Mặc dù là thật ra từ nhỏ đến lớn thì con cũng nhận được rất là nhiều phép ân lành của mẹ Maria. Và đặc biệt cũng được gọi là mẹ của con chia sẻ rất là nhiều về mẹ. Cho tới gần thời gian gần đây thì con không hiểu, con cũng có cầu nguyện với lại Chúa Thánh Thần và với Chúa là Chúa ơi cho con yêu mến mẹ Maria nhiều hơn. Bởi vì là con cũng muốn viết một bài về mẹ lắm, nhưng mà con không có cảm xúc gì để con viết cả, thì con không thể viết được. Con cầu xin Chúa là ban cho con yêu mến mẹ mỗi ngày một nhiều hơn. Thì hôm đó có một cái câu chuyện đó là tự nhiên dẫn dắt con đến, thì con cảm giác là giống như người ta nói là
cái nỗi đau của người mẹ á, con coi cái bộ phim gì á là cái nỗi đau của người mẹ khi mà chứng kiến con của mình mà mất đi á thì nó rất là đau đớn. Thì con cũng nhìn thấy, tại vì con có một bé, em bé nhỏ, em bé cháu hôm đấy nó cũng bị bệnh á, thì tự nhiên con cảm, tự nhiên lúc đó con cảm giác được cái tình mẫu tử thiêng liêng lắm. Con cảm giác là mẹ Maria cũng rất là thương Chúa Giêsu nhưng mà phải chịu Chúa, nhìn Chúa chịu chết. Và nếu mà mẹ Maria thương Chúa thì người con như Chúa Giêsu cũng rất là yêu mến mẹ Maria, vì nếu mà mình yêu mến Chúa Giêsu thì mình cũng phải yêu mến mẹ Maria thật nhiều như vậy. Thì đó, và sau đó thì con sáng tác được bài này. Và đây cũng là bài hát về mẹ duy nhất trong 13 bài của con. Dạ, bài hát Lạy Mẹ Nhân Lành ạ. Thôi mình để dành một dịp nào được đó, ở chúng còn lại gặp gỡ lại những bạn trẻ ở đây trong chương trình Điểm Hẹn Chúa Nhật. Cho hy vọng rằng không phải là chỉ một lần gặp gỡ gì đó, bài hát gì đó, một lần gặp gỡ. Hả? Rồi lại thôi, cha. Rồi lại thôi. Nhưng mà cha cho chúng con nợ bài hát lễ Chúa Nhật này. Để kỳ tới chúng con trả nợ. May gì cha còn đòi nợ được. Chúng thôi, mai mốt chúng con biến mất, được không? Dạ, được ạ. Và bây giờ thì chúng tôi có món quà của anh chị em trong Thiên Nguyện Thính Thác gửi tặng hai chị em. Trước tiên đây là chàng chuỗi mân côi, chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, xin được gửi tặng cho Bảo Trân. Và đây là chàng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót Chúa, được gửi cho Bảo Anh. Chừng rất mũ. Rồi, chúng con nghe chung ba món quà này. Hay tụi con có hai có bé hết rồi phải không? Có mình con có bé phải không? Ai có bé? Con, đây con gửi tặng cho bé của con Radio Chuyện Xưa Trong Lòng Thương Xót. Bé con mấy tuổi? Dạ, em bé con 6 tuổi ạ. Nó biết hát không? Dạ có. Vâng, có dịp nào lần tới đó con nói bé với tụi con lên gặp gỡ các bạn lần nữa nhé. Bé 6 tuổi, ca sĩ Nhí lên hát, đây là tặng cho ca sĩ Nhí Radio Chuyện Xưa Trong Lòng Thương Xót. Lấy cho cha hộp bánh để cho tặng cho bé luôn, để về mẹ gửi cho bé hộp bánh. Và đây là Radio Hiệp Hành Lòng Thương Xót. Những buổi gặp gỡ 52 Chủ Nhật năm ngoái đó, cha ghi lại trong Radio Hiệp Hành Lòng Thương Xót, gửi tặng cho con để về gửi đưa cho mẹ con được không? Mẹ con có nghe bao giờ không? Dạ, mẹ con là fan trung thành của cha đấy ạ. Fan, à. Fan cứng, fan trung thành của cha. Dạ, mẹ con là fan cứng của cha. Rồi, con gửi cho mẹ Radio Hiệp Hành Lòng Thương Xót. Còn đây là Radio bài giảng mới nhất, bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, phát hành dịp phục sinh Đại lễ Lòng Thương Xót. Trong đây có 300 bài giảng, và xen kẽ 300 bài giảng đó là 300 bài hát. Hy vọng rằng Radio sắp tới cha sẽ có được những bài hát của chúng con xen vào đây. 300 bài hát này không bài hát nào trùng bài hát nào. Rồi có thêm 45 chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa nữa, gửi tặng chúng con Radio bài giảng Lòng Thương Xót Chúa mới nhất. Và đây là Choco Pie để cho bé cho nó ăn trước, nó nợ cha muốn nó phải lên nó hát, được không? Dạ, dạ được, dạ. Tất nhiên là được, chắc chắn luôn ạ. Và bây giờ thì trước khi chia tay, mời anh chị em và các bạn cùng với hai chị em cặp nữ ca sĩ song sinh kết thúc bằng lời hát tạ ơn Chúa. Chúa là Hồng Ân. Bài hát này chúng con sáng tác hay là từ đâu? Dạ vâng ạ, bài này cũng là con sáng tác luôn ạ. Dạ, tại vì bài này hôm vừa rồi dịch quá đó cha, thành ra là xung quanh nhà con á, người ta bị mất nhiều quá, cái con sợ quá. Con sợ quá, con với đi vào phòng con quỳ xuống cầu nguyện với Chúa. Một phần là sợ, một phần nữa con cảm giác được là thân phận con người sao mà nó nhỏ bé quá. Thì đó là cái cơ duyên mà con sáng tác ra bài này là trong mùa dịch vừa rồi. Dạ, bài hát được mang tên là Chúa là Hồng Ân ạ. À.